Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Thảo Lương Home và tiếp tục những series, những công trình thực tế mà Thảo Lương Home trực tiếp thiết kế và thi công trọn gói. Ngày hôm nay thì Nhật Ánh đang có mặt tại thị trấn Đà Tẻ, tỉnh Lâm Đồng để tham quan cũng như là kiểm tra tiến độ của một công trình. Thì đây là một công trình nhà máy Thái một tầng đã được Thảo Lương Home trực tiếp thiết kế và thi công trọn gói cho chủ đầu tư là anh Trần Hùng Cường. Và ngay sau đây chúng ta hãy cùng nhau tiến gần hơn với công trình để cùng kiểm tra tiến độ của công trình này đã được xây dựng đến đâu nha quý vị. Đầu tiên thì như quý vị có thể thấy thì ở phía trước công trình đây thì đã được Thảo Lương Home tập kết những nguyên vật liệu để sẵn sàng xây dựng những cái bước tiếp theo của công trình. Thì những cái nguyên vật liệu mà Thảo Lương Home chuẩn bị sẽ mang những cái chất lượng rất là tốt để đảm bảo công trình của chủ đầu tư sẽ được thi công một cách hoàn hảo nhất. Và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau tiến gần hơn với công trình để xem công trình này đã được tiến hành đến giai đoạn nào rồi. Thì đầu tiên thì như quý vị có thể thấy đây là một cái công trình mà Thảo Lương Home đã sử dụng là hệ máy Thái. Khác với những cái công trình nhà máy Thái khác thì công trình nhà máy Thái của gia đình anh Cường sẽ có một cái chiều rộng mặt tiền rất là lớn là khoảng gần 10m² và chiều sâu là khoảng gần 23m². Thì chúng ta có thể tính được diện tích xây dựng cho toàn bộ công trình này là lên đến 230m². Và ở phía trước công trình đây thì Thảo Lương Home sẽ sử dụng là hệ cột tròn cho toàn bộ công trình. Khác với những cái hệ cột khác thì cái hệ cột tròn này sẽ được đúc bằng khuôn. Mà cái khuôn này thì do Thảo Lương Home tự gia công. Và ở phía trước mặt tiền này chúng tôi có trang trí một cái hệ vòm rất là lớn. Và sau khi mà nó hoàn thiện thì Nhật Ánh nghĩ là đây là một cái chi tiết trang trí khiến cho ngôi nhà của anh Cường trở nên nổi bật và rất là độc đáo. Và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau tiến sâu hơn vào bên trong căn nhà để cùng khám phá mặt bằng công năng của ngôi nhà này. Thì tại vị trí mà Nhật Ánh đang đứng đây chính là khu vực phòng khách với một cái diện tích rất là rộng rãi lên đến 41m². Thì đây sẽ là một cái không gian rất là lý tưởng để gia chủ có thể tiếp đón những cái vị khách quý đến thăm nhà. Và theo tiến độ thì các cái ô cửa sổ của toàn bộ ngôi nhà cũng đã được lắp đặt khung ba như thế này. Và Nhật Ánh thấy thì tường bao của ngôi nhà sẽ sử dụng là tường 20. Và phía bên phải đây của phòng khách sẽ là khu vực phòng thờ. Thì đây sẽ là khu vực linh thiêng nhất của ngôi nhà. Thì sau này gia chủ sẽ lắp đặt khu vực phòng thờ để thờ cúng tổ tiên tại khu vực này. Và bây giờ chúng ta hãy cùng tiến sâu hơn để khám phá xem những không gian tiếp theo của ngôi nhà này. Đây sẽ là khu vực phòng bếp ăn với một cái diện tích cũng khá là rộng rãi. Và khu vực bếp ăn này cũng sẽ được liên thông với một cái khu vực sảnh phụ ở bên này. Thì từ khu vực sảnh phụ này thì các chị em nè, khi mà mình đi chợ về thì mình có thể đi thẳng từ khu vực sảnh phụ này vào phòng bếp. Theo một bàn công năng thì Thảo Lương Home đã thiết kế cho gia đình anh Cường 4 phòng ngủ. Và cả 4 phòng ngủ này sẽ đều là phòng ngủ có được lắp đặt nhà vệ sinh khép kín bên trong phòng, giúp tối ưu những cái nhu cầu về tiện lợi của những thành viên sử dụng trong phòng. Thì đầu tiên đây sẽ là phòng ngủ số 1 nè quý vị. Đây sẽ là phòng ngủ số 2. Phía cuối đây, đây là phòng ngủ số 3. Bên tay trái Nhật Ánh đây sẽ là phòng ngủ số 4. Và ở phía cuối nhà đây thì để tối ưu hóa nhu cầu tiện lợi của tất cả các thành viên trong gia đình, ví dụ như khách mà mình đến thăm nhà thì mình không thể nào đi thẳng vào phòng ngủ riêng của từng thành viên mình đi được, thì ở đây Thảo Lương Home sẽ thiết kế thêm một nhà vệ sinh chung ở đây ở cuối nhà để giúp khách đến thăm nhà chúng ta có thể sử dụng nhà vệ sinh ở đây sẽ rất là tiện lợi. Và cuối cùng sẽ là có một cái lối ở phía cuối nhà dẫn ra khu vực phía sau. Quý vị thân mến, thì vừa rồi Nhật Ánh đã cùng quý vị tham quan cũng như là kiểm tra tiến độ của công trình nhà máy Thái một tầng mà Thảo Lương Home đã trực tiếp thiết kế và thi công trọn gói cho chủ đầu tư là anh Trần Hùng Cường. Đây là một ngôi nhà máy Thái mà đã được yêu thích trong suốt thời gian vừa qua với ngoại thất rất là đẹp nè, cũng như là mặt bằng công năng bên trong cũng được bố trí rất là hợp lý và khoa học. Thì Nhật Ánh sẽ cập nhật thêm tiến độ của công trình này trong những video kế tiếp nên quý vị hãy mong chờ nha. Và video của chúng ta đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video kế tiếp.